Thị trấn ma trị giá 200 triệu đô la Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ đẹp như trong truyện cổ tích, có khoảng 500 lâu đài giống nhau khiến người ta nghĩ về một thế giới cổ tích giữa đời thực ở Mudun, Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi này có tên là Burian Babas, một thị trấn ma bỏ hoang từ rất lâu. Được biết, những lâu đài ở đây bắt đầu được xây dựng vào năm 2014, Burian Babas từng là biểu tượng cho nền kinh tế quốc gia, nhưng vì một số lý do, nó đã bị bỏ hoang. Năm 2014, anh em nhà Zdelew bắt đầu xây dựng một cộng đồng sang chảnh trị giá 200 triệu đô la Mỹ dành cho những người nước ngoài muốn định cư tại đây. Ban đầu, người ta có thể mua được những ngôi nhà như thế này với mức giá từ 400.000 đến 500.000 đô la Mỹ, đây là mức giá phù hợp cho nhóm khách hàng giàu có ở Trung Đông. Trong số hơn 732 lâu đài được quy hoạch, khoảng 350 căn đã được bán cho các nhà đầu tư Ả Rập. Kiến trúc sư của dự án nói với trang The New York Times rằng Người mua có thể bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của giá dầu, tuy nhiên, sự suy thoái kinh tế và bất ổn chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến nơi này dần bị bỏ hoang. Vào năm 2019, các chủ nhân thị trấn lâu đài đã tháo chạy. Những gì còn lại là khoảng 530 biệt thự được xây dựng một phần, chưa hoàn thiện. Các biệt thự nằm giữa mũi núi của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày nay, thị trấn Ma bị bỏ hoang thu hút những du khách tò mò muốn khám phá điểm đến kỳ lạ và búc an babas vẫn là một trong những thị trấn ma lớn nhất thế giới.